Familia Kotaka. Thì hôm nay á, đáng lẽ là ngày Khanh nghỉ, nhưng mà cái cô kia cổ có việc gia đình á, cho nên Khanh phải đi làm thay ca của cổ. Thì bây giờ Khanh mới về nhà, thì sáng sớm á, lúc mà Khanh đi làm á, Khanh ra đường Khanh thấy trời ơi sao mà đường gì đâu mà cát quá trời cát luôn, mà Khanh không biết cái gì hết trơn á. Thì xong á, tự nhiên cái Khanh thấy cái xe toàn là cát không, Khanh tưởng là gió thổi, nhưng mà thật ra khi mà Khanh quay clip cho chồng Khanh coi á, thì hiện tại ở Madrid á đang có todo España, no solo Madrid. De así entro. Y ha llegado hasta Madrid. Más norte no tienen. Thì chồng Khanh nói á, là casi todo España, có nghĩa là gần hết. Có nghĩa là gần hết Tây Ban Nha là đang có bụi, đang có mưa cát mọi người. Đây là lần đầu tiên á mà Khanh thấy mưa cát là sao luôn á. Thì cát nó cứ rơi từ trên trời rơi xuống nhé mọi người. Thì gần cái phân nửa Tây Ban Nha là hiện tại đang có mưa cát đó. Khanh sẽ quay clip cho mọi người coi ở ngoài đường toàn là cát. Rất là mình hít vào rất là nguy hiểm luôn á mọi người. Nè mọi người thấy không, ở dưới đường á toàn là cát mà cát màu nâu á mọi người, giống như cát đất sét vậy đó. Thì đây nè mọi người, nhìn cái đồi nè toàn là cát không luôn. Thì chồng Khanh nói á, cái này nó là từ Africa á mọi người. Cũng may á mọi người là hiện tại á vẫn còn phải đeo khẩu trang á, cho nên nó đeo khẩu trang á nó không có ảnh hưởng nhiều, nhưng mà mình vẫn hít cái bụi này vô luôn á. Rất là nguy hiểm mọi người, trời ơi, bây giờ là đầu tiên mà Khanh mới biết á, mưa cát là gì luôn á. Trời ơi, không tin được luôn á. Thì bây giờ hai vợ chồng của Khanh sẽ đi ăn đồ Mexico. Đây là một cái quán ăn mới mà chồng Khanh mới kiếm ở trên mạng. Thì bây giờ tụi Khanh sẽ vào ăn thử, coi thử là nó có ngon hay không. Trong clip á, thì mọi người nhìn nó sẽ không thấy bụi nó rớt xuống đâu, nhưng mà ở ngoài á, có cái không khí nó rất là ô nhiễm luôn á mọi người. Thì đây á, là xe mà người ta đậu ở ngoài á, thì mưa bụi á, là những cái hạt cát. Giống vậy là mọi người, à sao Khanh cứ nói mưa bụi hoài, thật ra đó là mưa cát mà Khanh cứ nói mưa bụi 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 thiệt luôn á. Đây nè mọi người, giống như là đất sét vậy á. Đây là cái quán ăn tên là Taco Holic. Bây giờ Khanh sẽ vào đây. Đây là nachos. Rico. Pero eso es muy bien porque es casera. Tụi Khanh á có gọi một mớ tacos luôn. Mỗi thứ một mùi. Tụi Khanh á mới ăn ra xong ở cái quán Mexico đó thì cũng hơi mắc một chút xíu mọi người. Nói chung là giá thì không mắc, nhưng mà một cái khẩu phần ăn á, thì đâm ra với cái giá đó thì nó hơi mắc. Vì tại vì nó rất là nhỏ và rất là ít luôn. Khanh ăn hết 30 đồng á, nhưng mà được có mà chưa no nữa mọi người. Thường á mọi người biết ở Tây Ban Nha thì ăn khá là rẻ luôn. Đối với 30 đồng á, là mọi người có thể ăn no ơi là no luôn rồi đó. Nhưng mà tụi Khanh ăn á, vẫn chưa có no. Cho nên á, là bây giờ tụi Khanh sẽ đi ăn tráng miệng ở ngoài. Thì ở trung tâm thương mại gần nhà Khanh á mọi người, có cái khu trượt tuyết á, mà là tuyết thiệt luôn á. Người ta làm ở cái khu vực này. Đa phần á là chỉ mùa đông á thì họ mới làm thôi. Cũng khá là lớn mọi người ha. Thì nó có cái cáp đó mọi người, để mà cho mấy đứa nhỏ nó đi cho nó không có bị mệt. Mọi người có nhớ cái thương hiệu Cinnabon ở Malta không? Thì ở gần nhà Khanh cũng có một cái chỗ bán Cinnabon. Bây giờ tụi Khanh sẽ vào ăn thôi. Yeah. Thì ở Madrid với mọi người thì nhiều vị hơn, rất là nhiều vị. Hola. Thì tụi Khanh rất là thích ăn cái bánh này luôn á mọi người. Kiểu nó mềm mềm, rất là ngon luôn á. Thì ở Madrid nó rất là ít chỗ bán. Thì cũng may là gần nhà Khanh á, rất là nhiều shopping mall mọi người. Nhiều cái shopping mall khá là lớn luôn. Cho nên đó là Khanh đi rất là gần. Mà ăn á thì rất là ngon nữa, trời ơi, thiệt là hạnh phúc. Hạnh phúc nhất là được ăn mọi người. Đây là hai cái bánh của Khanh. Còn của chồng Khanh. Hai ly nước. Chin chin. Thì ở đây á mọi người, giá đó nó hơi mắc hơn ở Malta một chút xíu, nhưng mà không sao, miễn sao có ăn là được rồi.
thì thường á là những ngày nghỉ á, tụi Thanh hay đi ăn ở ngoài đó mọi người, để mà tận hưởng cuộc sống một chút xíu, thì có sử dụng tiền nhưng mà nó cũng không có đáng kể đó mọi người. Cho nên á, nếu như mà mọi người đi làm á thì mọi người cũng nên có những cái ngày tận hưởng nha. Thì tháng này á, tụi Khanh có lấy cái thùng đồ ăn để Degustabox tiếp. Thì bây giờ tụi Khanh sẽ mở coi thử bên trong có cái gì. Chồng Khanh sẽ là người mở. Chín chín chín. Đắp đi đâu. Hay muchas cosas. Cereales. Con chocolate. Con leche. Chocolate. Más cereales. Hay muchos cereales. ¿Qué es eso? Rumbe, honey. Es rumbe, rumbe, ya, ya. Ah, ¿dónde? ¿Dónde roto? No lo sé, mira. Aquí. No. ¿Y por qué sale cereales? Aquí atrás. ¿Atrás, aquí. Eh? Aquí roto. Ah, porque cuando yo creo que por mezcla juntos con caja. Con la caja, seguramente. Ajá. Pincha. Thì cái bịch này đã bị bể, mọi người, bị rách rồi. Otro más. Otro cereales. Cái này thì ăn chung với sữa chua. Tortillas. Ajá, tortillas. Galletas. Galletas. Con chai. Ajá. Con chai. Ajá. Chai, con chai. Pan integral. Centeno. Eso es chubosa de. Ajá, de la dieta, dijo. Dieta. Lin. Đây là sô cô la. À nhưng mà cái này là loại mới mọi người, đó là có maíz tostado. Đó là bắp á mọi người. Bắp bắp bắp. Mira. Hora okay. De mocai. Café. De café. Como boloñesa, pero vegana, no no tiene carne. Nada de carne. Ai mento. Cái này á là sữa sô cô la. Cái này chồng Khanh thích. Và hai cây Mentos. Đây là vị gì đây? Tropical Rainbow. À cái này á là mùi trái cây á mọi người. Nha. Hết rồi. Từ tối hôm qua tới giờ mà mưa két á vẫn chưa hết nữa mọi người. Thì á cái bầu trời á nó vẫn còn cái màu mà màu nâu nâu luôn á mọi người, giống như là bụi bụi của đất đỏ vậy đó mọi người. Nhìn nó kiểu như cái bầu trời nó rất là nóng luôn á. Nhưng mà do là ở trên clip á cho nên nhìn nó hơi trắng trắng, chứ mà ở ngoài nhìn nó trời nó buồn hiu luôn. Thì đã qua ngày hôm sau rồi mọi người, nhưng mà tình hình của mưa bụi á, mưa két á vẫn chưa có ngưng luôn. Nhưng mà hôm nay á là còn nặng hơn ngày hôm qua nữa mọi người. Là mình có thể cảm nhận được á, cái hạt cát của nó đó, nó rơi xuống trúng mắt của mình luôn á. Thì hồi nãy Khanh vừa mới ra một cái thôi là nó vừa bay vô con mắt của Khanh liền. Mọi người nhìn chiếc xe này nè, nó đóng lớp mà nó đóng thành cát như vậy luôn nè. Như chiếc xe này nè mọi người, chiếc xe này là Khanh nghĩ á là ở 2 ngày rồi á không có đi á, cho nên nó đóng bụi lên một lớp luôn. Thì theo như á, Khanh coi dự báo thời tiết á, ngày mai á, là sẽ mưa. Cho nên nếu như mà mưa á, thì nó sẽ hết cái chuyện mà mưa cát. Khanh hy vọng là sẽ mưa để mà hết, vì mình hít cát vô trong cái phổi của mình nó rất là nguy hiểm luôn á. Thì cuối cùng Madrid cũng trời mưa rồi mọi người. Cho nên á, là bây giờ hết mưa cát rồi. Không khí lại trong lành. Hola mọi người. Thì Khanh mới vừa tan làm ra. Thì Khanh muốn chia sẻ với mọi người một chút về cái tình hình mà ở Tây Ban Nha hiện tại, khi mà chiến tranh đang diễn ra rất là gay gắt. Thì rất là nhiều bạn hỏi Khanh á, là giá xăng á, với lại giá dầu ở Tây Ban Nha có tăng không. Thì tăng lên rất là nhiều luôn nha mọi người. Thì hiện tại á, đã 2 đồng 1 lít rồi. Giống như những cái clip trước Khanh đã cập nhật á, là 2 đồng 1 lít. Thì bây giờ nó là 2 đồng mấy á, Khanh cũng không rõ nữa. Vì tại vì á, cũng chưa có đi đổ xăng, với lại Khanh cũng không có nhìn giá để thấy nó tăng ghê quá. Với lại có một cái điều này nữa rất là quan trọng đang ở Madrid luôn, đó là cuộc đình công của những người làm nông nghiệp. Có nghĩa là họ, những người mà họ chạy xe tải hoặc là chạy xe truck hoặc là làm nông nghiệp ở những cái vùng nông thôn á mọi người,
thì họ đang đình công, là họ không có làm việc nữa, là vì là giá xăng với lại giá dầu bây giờ đang tăng rất là nhiều và họ không còn cái điều kiện để mà hoạt động khi mà cái mức giá nó tăng, nhưng mà cái lãi suất của họ không có, cho nên đó là họ đang đình công khoảng 2 tuần nay rồi, mọi người đang đình công. Thì dầu canh không nói rồi, vì tại vì dầu là từ bên cái khu vực kia đi qua, cho nên đó là không có dầu hiện tại. Nhưng mà về vấn đề mà họ đình công xe tải thì hiện tại là ở Madrid á, những thành phố của Tây Ban Nha thì Khanh không có biết, nhưng mà hiện tại ở Madrid là đang không có sữa nè, đang không có những cái lương thực giống như là bột mì hay là những cái loại bột mà mình dùng để mà làm bánh hay này kia kia nọ, và đặc biệt là không có sữa mọi người. Vì tại vì là họ đình công, họ không có vận chuyển á, thì một tuần vừa qua đó là tiệm bánh của tụi Khanh rất là kiểu sôi sục luôn, vì tại vì bán cà phê mà không có sữa nè, với lại không có khoai tây nè, không có bột mì nè, không có cà chua, nói chung là những cái đồ mà tụi Khanh làm sandwich này nọ đó là đều không có hết luôn á mọi người. Nhưng mà tụi Khanh vẫn phải kiếm cho bằng được á, là ngày nào tụi Khanh cũng phải đi siêu thị hết trơn á, là có người ta cho mình mua bao nhiêu thì tụi Khanh phải mua bấy nhiêu. Vì mọi khi á là tụi Khanh á lúc nào cũng đặt một cái công ty lớn và họ vận chuyển, nhưng mà công ty á thì họ làm việc, nhưng mà những cái người nông sản là họ không có phân khối cho những cái công ty đó, cho nên là những công ty đó đó họ cũng không có đồ để mà gửi về cho những cái công ty lẻ giống như á là tụi mình. Thì đặc biệt nữa là nước suối mọi người, nước suối đóng chai á cũng không có luôn. Mọi người đừng có để quan tâm đến cái cây này nha, cái cây này từ Giáng sinh tới giờ nó héo nó héo úa. Thì nước suối mọi người, nước khoáng á cũng không có luôn mọi người. Kiểu là tại vì do là xe tải người ta không có vận hành nữa, người ta không có hoạt động á, cho nên á những cái món hàng á của nông nghiệp này nọ đó thì họ không có vận chuyển vào thành phố, cho nên á là hiện tại đang rất là thiếu nhiều thứ. Thì bây giờ tình hình nó là như vậy á, Khanh không biết là qua tuần sau á là có thoải mái hơn hay không, là họ làm việc lại hay không, hay là họ vẫn đình công. Vì tại vì á đình công á là họ không có báo cái ngày kết thúc đình công. Thì ở Tây Ban Nha giống như Khanh đã nói những cái clip trước á, là khi mà mình đình công á là mình phải xin phép nhà nước thì chấp nhận thì mới được đình công, thì nhà nước mà, cho nên á là vẫn chấp nhận cho họ đình công mọi người. Thì hai ngày thứ bảy chủ nhật vừa qua đó là tiệm bánh của Khanh rất là đông luôn mọi người, là những người mà họ đình công á họ lên trung tâm để mà biểu tình, thì họ có ghé tiệm bánh của tụi Khanh họ ăn á mọi người, xong rồi họ đi đình công tiếp. Trời ơi, nhưng mà hả, họ tới ăn nhưng mà lại không có đồ cho họ ăn. Nói chung là bây giờ tiệm bánh đang rất là thiếu nhiều thứ. Thì do á là khách hàng á họ biết được cái vụ đình công đó đó, thì ở siêu thị cũng không có đồ luôn mọi người, cho nên họ biết, cho nên á họ rất là thông cảm cho tiệm bánh luôn, cái nào không có thì họ order cái món khác. Thôi Khanh hy vọng á là qua tuần sau á là mọi thứ sẽ đi đâu vào đó hơn và họ sẽ hoạt động lại bình thường, chứ không là không biết phải như thế nào luôn. Thì Khanh sẽ kết thúc cái video lại tại đây. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Khanh chỉ muốn chia sẻ một ít về cái nơi mà Khanh đang sống cho mọi người biết hơn thôi. Chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau của tụi Khanh nha. Mọi người nhớ like, share và subscribe kênh cho tụi Khanh đó. Ciao.